Hello, em xin chào tất cả quý anh chị và bạn. Vâng, quay trở lại với những ngày thời tiết Hà Nội cực kỳ là nóng bức. Thì ngày hôm nay có những cái chiếc xe trong cái tầm tiền rất là phù hợp, em lại muốn giới thiệu quý anh chị và bạn nhé. Vâng, và những ai mà đang yêu về một chiếc xe mà nhiều công nghệ này, tính năng an toàn cao này, yêu cái cảm giác lái này, cũng như là cái độ cách âm chống ồn, thì ngày hôm nay một sản phẩm em muốn giới thiệu đến quý anh chị đây đang là một chiếc Ford Focus phiên bản máy 1.5S EcoBoost sản xuất năm 2017. Xe đăng ký tên tư nhân, biển số Hà Nội, một trụ từ mới. Và đây là bản full nhé, bản cao cấp nhất. Thì chiếc xe này của em lăn bánh được hơn 3 vạn km và cái biển số Hà Nội nó cũng đang rất là đẹp. Và nếu mà quý anh chị nào mà mua về được Hà Nội ấy, thì mua cái biển số này đi thì cực kỳ hay, làm ủy quyền là đi thôi. Thì với động cơ 1.5 nhưng mang đến cái mã lực 180 mã lực thì quý anh chị hãy cùng em trải nghiệm về chiếc Ford Focus bản full mà nhà em mới về nhá. Thì ở Focus thì trang bị cho quý anh chị cảm biến xung quanh xe. Nó sẽ có những cái tác dụng như là làm giảm những cái tối thiểu về những cái tính năng an toàn và giúp cho quý anh chị có những cái tính năng như là hỗ trợ lùi chuồng tự động. Đấy. Tiếp đến là phần đèn pha, là đèn bi rồi là dựa pha tự động, rất là nhiều thứ đây em ấy đây. Đang khóa bên trong. Dựa pha tự động rồi cực kỳ nhiều tính năng hay trên chiếc Focus này, phanh khoảng cách. Đây quý anh chị cùng trải nghiệm với em nhé. Đấy, Ford Focus. Phần khoang cốp cũng tương đối là rộng rãi để cho quý anh chị có thể là đựng được khá nhiều những cái vật dụng đi kèm khi chơi đi những cái chuyến đi xa. Ở Focus này thì có nhiều bác thì bảo là xe nó hơi chật. Nhưng cái khoảng không gian bên trong xe cực kỳ là vừa phải. Và vì sao mà cái khoảng không gian nó lại hơi hạn chế một chút so với các xe khác? Vì phần khoang cốp rất là rộng và phần đầu xe nó cực kỳ là dài, độ an toàn nó cao. Thế nên là đánh đổi lại thì phần khoang giữa, khoang hành khách nó sẽ bị nhỏ hơn một chút so với những cái phân khúc cùng phân khúc. Đây quý anh chị đấy nhá, tất cả những cái la răng là la răng đa chống kép 18 inch, lốp Michelin và có 4 bánh đĩa ABS an toàn. Đấy. Với chiếc xe bảng S này, cùng em trải nghiệm phần nội thất nhá. Bản S trang bị cửa sổ lốc, cửa sổ trời, ghế da pha lị. Đây quý anh chị này, cũng khá là tương đối là cũng không phải là hẹp quá đâu, cũng bình thường thôi. Nhưng mà đây, ghế da pha lị cực kỳ đẹp nhá, cửa sổ trời tiện ích. Với những ai mà thích những dòng xe cơ bắp Mỹ thì em nghĩ là không thể bỏ qua một chiếc Focus S 1.5 này được. Có quá nhiều những cái tính năng trên một chiếc xe phân khúc C mang lại cho chúng ta nhiều cái sự trải nghiệm, nhiều sự thích thú nhá. Đây, quý anh chị đấy, vô lăng có lim giới hạn tốc độ, rồi là đàm thoại rạnh tay, tiếp đến hỗ trợ lùi chuồng này, lùi chuồng tự động đây nhá quý anh chị nhá. Cảnh báo cảm biến này và màn hình cảm lùi có hệ thống sinh 3 kết hợp Apple CarPlay hoặc là Auto Android nhá. Cực kỳ là chất đúng không ạ? Đây quý anh chị đang trải nghiệm với nội thất của xe đi. Ghế da pha lị nguyên bản, phần táp lô táp ly của anh chị ấy còn rất là mới và đẹp. Đi tiếp em về phần máy. Đi tiếp em về phần máy một chút để em xem cho quý anh chị và bạn trải nghiệm bộ máy của Focus. Thì với một cái bộ máy cực kỳ là dày dặn. Đây, em sẽ cho quý anh chị và bạn trải nghiệm bộ máy này với em. Đây. Khi mở bộ máy lên ấy thì quý anh chị để ý luôn cho em là cái khoang máy của Focus cực kỳ là đầy đặn. Đấy. Từ những cái khung rằng ra đến tận đầu ngoài mặt ca lăng, đó là những cái thiết kế an toàn trên những chiếc xe Ford của anh chị nhé. Tiếp đó là quý anh chị để ý cho em phần ốc áp, cũng như là tất cả những cái phần dấu sơn, rồi là ốc cao su chân máy, ốc mặt máy, mọi thứ nó đều là nguyên zin nguyên bản và đã được kiểm tra kiểm định rồi nhé. Đây quý anh chị để ý cho mày, đấy rất là mới và tươi, tất cả những con ốc đều là nguyên zin nguyên bản hết. Thì những cái video như này thì nếu mà quý anh chị nào cần những cái chi tiết hơn thì em sẽ có thể gửi trực tiếp qua số Zalo em sẽ ghi ở trên màn hình. Thì với trong cái tầm giá mà hơn 600 triệu một chút thì một chiếc Focus S có đáng là sự lựa chọn của quý anh chị không nhá. Và chiếc xe ngày hôm nay em bán với giá là 629 triệu đồng. Có những cái giá thương lượng cực tốt khi xem xe tại cửa hàng. Thì nếu quý anh chị quan tâm hãy đến với 86 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe thực tế, hoặc là liên hệ với em ngay
theo số điện thoại em ghim trên màn hình nhé. Mạnh Chiều sẽ có những cái tư vấn giải đáp thắc mắc cho quý anh chị và bạn. Và kết thúc video thì em xin gửi lời chào và lời chúc an toàn thể quý anh chị và bạn. Rất mong được gặp lại quý anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Em xin chào mọi người.